Tại tỉnh Bắc Cạn, hàng trăm mét khối đá từ núi cao bất ngờ sạt lở, vùi lấp toàn bộ mặt đường, khiến cho tỉnh lộ 254 ách tắc cục bộ. Vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều qua, khu vực km 100 cộng 510, tỉnh lộ 254 qua địa phận bản mới xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn xảy ra sạt lở, khiến cho hàng trăm khối đá vùi lấp toàn bộ mặt đường. Rất may một số nhà dân cách đó chỉ vài chục mét không bị ảnh hưởng. Vào thời điểm xảy ra sạt lở, trên đường không có người hay phương tiện nào lưu thông. Chính quyền địa phương đã cắm biển thông báo khu vực nguy hiểm, hướng dẫn người dân có phương án giao thông phù hợp để tránh đoạn ách tắc. Đây là tuyến đường quan trọng nối từ thành phố Bắc Cạn, huyện Chợ Đồn và một số địa phương đến khu du lịch Hồ Ba Bể, nên việc ách tắc giao thông cục bộ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân trong khu vực. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến địa chất khu vực để có thể tiến hành thông đường trong thời gian sớm nhất.